Kính thưa quý vị và các bạn, Bệnh viện Quân y 120, Cục Hậu cần, Quân khu 9 đóng quân dưới chân cầu Rạch Miễu tại địa chỉ số 518 đường Nguyễn Thị Thập, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Bệnh viện đã được bệnh viện tuyến trên chuyển giao kỹ thuật phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp PhaCo từ tháng 4 năm 2013. Sau hơn 3 năm làm chủ công nghệ mổ PhaCo đến nay, Bệnh viện Quân y 120 đã phẫu thuật thành công trên 1.000 ca bệnh đục thủy tinh thể, đem lại ánh sáng và niềm vui cho bệnh nhân. Kính thưa quý vị và các bạn, được trang bị máy móc hiện đại và đội ngũ y bác sĩ có nhiều kinh nghiệm, hiện nay Bệnh viện Quân y 120 phối hợp với khoa mắt Bệnh viện Quân đội 175 Bộ Quốc phòng thực hiện phẫu thuật đục thủy tinh thể, còn gọi là bệnh cườm khô, cho các bệnh nhân vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần. Với thủ tục nhập viện đơn giản, nhanh chóng, các bệnh nhân trước khi vào mổ đã được các bác sĩ tư vấn trước đó một tuần và hẹn có mặt tại phòng mổ trước 1 giờ để kiểm tra lại sức khỏe, huyết áp. Thưa quý vị, tại phòng mổ Bệnh viện Quân y 120 hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2016, có 26 bệnh nhân sẽ được phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp PhaCo. Mọi công tác chuẩn bị đã được sẵn sàng, các bệnh nhân đang chờ đến lượt mình. Với tâm lý tự tin, thoải mái trước khi phẫu thuật, tiếp xúc với bệnh nhân Nguyễn Thị Hiệp, sinh năm 1954, thường trú tại đường Trần Ngọc Giải, phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Cô cho biết. Con tên Nguyễn Thị Hiệp, cô ở bên đường Trần Ngọc Giải, của cô. Cô đăng ký mổ mắt ở đây bao lâu rồi? Cô mổ lần này lần thứ 2. Cái nguyên nhân nó bị làm sao mà cô mổ? Tại nó không thấy đường đi qua đây khám đó là... Cô bị bệnh cườm khô. Rồi khám bao lâu thì mổ được bác sĩ chẩn đoán cho mổ? Thì tùy theo mình, ví dụ như thích hợp lúc nào thì qua đây mình đăng ký. Hẹn qua làm hồ sơ này kia thì bữa nay hẹn qua nhập viện là bữa nay cho mổ. Rồi cô thấy cái đội ngũ y bác sĩ bệnh viện đang sao cô nhận xét thì anh em bác sĩ ở đây thì... rất là tốt, nhiệt tình đối với bệnh nhân. Thành ra tại vì trước giờ cô cũng ở đây, cho nên cô cũng biết. Bác sĩ bảo cả. Rồi chào chị, anh mổ nhé. Dạ. Con cảm ơn cô, là chúc cô là ca mổ thành công tốt đẹp nha. Rồi, cảm ơn và các bạn. Đục thủy tinh thể là bệnh làm giảm hoặc mắt không còn khả năng nhìn thấy do thủy tinh thể bị đục một phần hoặc toàn bộ. Theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, đục thủy tinh thể là bệnh gây mù có thể chữa được nếu phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Phương pháp điều trị tại Bệnh viện Quân y 120 hiện nay là phẫu thuật thay thủy tinh thể nhân tạo bằng phương pháp PhaCo. Đây là một trong những phương pháp phổ biến nhất được áp dụng tại các bệnh viện mắt tuyến trung ương hiện nay. Phẫu thuật PhaCo thực hiện khá đơn giản, an toàn, ít để lại biến chứng cho người bệnh. Trước khi mổ, bệnh nhân được tra thuốc giãn đồng tử và các thuốc kháng sinh chống viêm. Khi tiến hành phẫu thuật, bác sĩ sẽ gây tê tại chỗ và dùng các dụng cụ vi phẫu đưa vào trong mắt qua vết mổ, xé bao thể thủy tinh thành hình tròn, tán nghiễn và hút ra ngoài chất nhân thể thủy tinh bị đục. Sau đó thay vào một thể thủy tinh nhân tạo trong suốt có công suất thích hợp với từng bệnh nhân. Ống kính này sẽ tồn tại vĩnh viễn trong mắt, cho phép ánh sáng đi qua và tập trung rõ trên võng mạc. Khi đã được đặt đúng chỗ, bác sĩ đóng vết mổ. Phương pháp này hoàn toàn không đau đớn, không chảy máu. Toàn bộ quá trình phẫu thuật chỉ diễn ra trong vòng từ 4 đến 10 phút. Bệnh nhân được nằm nghỉ 1 giờ và được xuất viện ngay trong ngày, về nhà với đôi mắt sáng ngay sau khi phẫu thuật. Kính thưa quý vị và các bạn, ưu điểm của phương pháp phẫu thuật PhaCo được Thượng tá bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Trí Bình, trưởng đơn vị mắt Bệnh viện Quân y 120 cho biết. Báo cáo anh Cường, ưu điểm của phương pháp PhaCo gồm có những cái ưu điểm so với phương pháp cổ điển như sau. Thứ nhất là đây là một cái phẫu thuật không đau, không chảy máu, người ta chỉ cần nhỏ tê thì cũng đã ta có thể mổ được. Cái thứ hai nữa là cái thời gian mổ rất là mau, trung bình khoảng 7 đến 10 phút thì hoàn tất cái cuộc mổ. Thứ ba nữa là cái đường ưu điểm là cái vết mổ rất là nhỏ, khoảng 2,2 cho đến 2,6 ly. Nhờ vậy mà ít giảm thiểu cái khả năng loạn thị sau mổ tối đa. Nhờ cái năng lượng siêu âm để nhũ tường hóa thủy tinh thể hút ra ngoài, cho nên là rất
gây tổn thương cái tổ chức nội nhãn. Cái thứ ba nữa thì thị lực tăng sau mổ, bắt đầu từ sau mổ 2 giờ và bệnh nhân có thể ra viện được ngay trong ngày. Cái thứ tư nữa là phẫu thuật phaco, người ta còn có thể chỉnh được các cái tật cận thị, viễn thị và loạn thị cho bệnh nhân. Và thứ năm là đây là mẫu phẫu thuật sau mổ rất ít phải kiêng khem như những cái phương pháp mổ cổ điển. Và thứ sáu có thể nói rằng là phương pháp mổ phaco là một cái phương pháp mổ an toàn và ít biến chứng cho bệnh nhân. Báo cáo hết. Xin cảm ơn bác sĩ Bình. Trao đổi với đại tá bác sĩ chuyên khoa 2 Phí Vĩnh Bảo, trưởng khoa mắt bệnh viện 175 đến từ thành phố Hồ Chí Minh và hàng tuần trực tiếp phẫu thuật phaco tại bệnh viện Quân y 120, bác sĩ Bảo cho biết. Xin bác sĩ cho biết là cái mổ phaco mới của phương pháp mổ phaco mới của mình hiện nay, quy trình cái nội dung của nó có những cái gì mới mà để hài lòng được bệnh. Khi mà bà con thì đục thủy thể hay người miền Nam mình hay gọi là cứng khô, tức là nó làm cho là thị lực giảm đi và dẫn đến là giảm từ từ và có thể dẫn đến mù loà. Thế thì để chữa cái này ấy, thì duy nhất hiện nay ấy, là chỉ có mổ thì mới phục hồi thì được. Từ trước đến giờ đấy, khi mà những người ta bị cứng khô mà có chỉ định mổ thì người ta dùng có nhiều phương pháp, từ mổ trong bao, ngoài bao. Và đến hiện nay thì là một phương pháp mới và là một phương pháp mổ phaco. Và mới có phủng mổ phaco này thì thị lực sẽ được phục hồi gần như là tối đa. Cách đây khoảng độ hơn 10 năm thì cái mục tiêu chính của cái mổ cứng khô bằng phẫu thuật phaco là để giải phóng mù loà. Còn ngày nay thì cái xuống là người ta muốn biến là một phương pháp mổ này là một phương pháp chỉnh tật khúc xạ. Tức là sao? Làm với phương pháp mổ phaco thì có thể là cải thiện thị lực sau mổ một cách tối đa và mang lại sự hài lòng cho bệnh nhân. Phương pháp mổ phaco là phương pháp mổ không có đau, không cần chích thuốc tê và bệnh nhân cũng không đau. Cuộc mổ kéo dài khoảng 10 phút. Sau đó bệnh nhân nằm nghỉ ngơi trong vòng 2 tiếng. Khi mà tình trạng ổn định thì chúng tôi cho về. Và bệnh nhân nhỏ thuốc, ngày hôm sau là có thể bỏ băng và bệnh nhân nhìn tốt rồi. Thì đó là rất ưu việt. Đặc biệt ấy, là với chi phí hiện nay thì bên bảo hiểm Việt Nam ấy, người ta chi cho một người bệnh nhân mà có chỉ định phaco là tối đa. Chuyện chi phí bà con bỏ ra thì cũng không đáng bao nhiêu. Đây là cũng qua cái pháp này thì cũng khuyên bà con là khi bị cứng khô thì cũng lên mổ và mổ bằng phương pháp phaco để phục hồi thì được nhanh nhất và an toàn nhất, tiện lợi nhất cho bệnh nhân. Xin cảm ơn bác sĩ. Kính thưa quý vị và các bạn, gặp gỡ bệnh nhân Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1935, thường trú ở Phú Định, Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre. Đến tái khám sau ca mổ ngày 17 tháng 12 năm 2016 và cho biết. Chào cô, con tên Cường ở bệnh viện 120. Dạ. Con hỏi cô là vừa rồi ngày 17 tháng 12 cô đi mổ mắt hả? Dạ. Thì cô cho biết cảm nhận mổ mắt tại bệnh viện 120. Bệnh viện này tuyệt vời. Mổ không có đau. Dạ. Bánh treo ở đây không nè. Dạ. Có sự bánh treo đi lên quê á. Mừng lắm, mở giờ sáng mừng. Còn mắt này chưa, còn để mổ nữa. Dạ, cô mới mở một mắt. Dạ. Vậy thì cô đăng ký nữa sẽ được mổ thêm một mắt nữa. Nói chung thời gian mổ thì nhanh. Dạ. Cái hồi tôi mới vô bị làm đầu không biết, tôi run. Sợ quá, run cái gì hơn. Nay mắt cô sáng rõ bình thường hả? À? Sáng bữa hổng, không thấy cái đó, không thấy cái nhánh nhánh đó. Dạ. Mà thấy rõ. Dạ. Mừng quá. Dạ. Con cảm ơn cô. Dạ dạ. Mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để